chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một phương pháp học tiếng Anh. Cái phương pháp học tiếng Anh này mình gọi là phương pháp tự học. Và vì phương pháp này là tự học cho nên cái độ tuổi hợp lý theo mình đánh giá là từ 15 cho đến không giới hạn. Theo mình tính toán thì những người từ 15 tuổi trở lên bắt đầu hiểu về cuộc sống và có thể hiểu được tầm quan trọng của tiếng Anh, cũng như là tự bản thân mình quản lý được chính mình, không cần phải có người khác nhắc nhở, đôn đốc và theo dõi. Hiểu đơn giản là khi bạn đã lập ra một cái thời khóa biểu, bạn hoàn toàn là tự tin và làm theo tất cả những gì mình đã lập trên một thời khóa biểu đó. Thì đối với phương pháp học tiếng Anh này, nó sẽ có 4 nội dung chính, bao gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là về công cụ, thứ hai là về thời gian, thứ ba là về cách sử dụng, và cái cuối cùng là những cái khó khăn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chỗ công cụ này trước. Thì trước tiên ấy, các bạn phải hiểu rằng đối với thời hiện đại ngày nay chúng ta học thì không thể sử dụng các cái loại công cụ cũ ngày xưa được. Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng giấy và cây bút chì, mà chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị hiện đại tiên tiến, bởi vì nó có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là sự nhanh chóng, bởi vì chúng ta tự học mà. Tự học có nghĩa là bạn không có thời gian để đến trung tâm luôn, chứ đừng nói đến việc là ngồi ở nhà dành ra 6 đến 7 tiếng học giống như của thời phổ thông. Tất nhiên là vào những ngày thứ bảy chủ nhật bạn hoàn toàn có thể dành đủ 8 tiếng để học. Nhưng bên cạnh đó, nếu bạn là người đã có gia đình, chắc chắn là bạn phải bận rộn với những cái công việc khác. Vì thế cho nên công cụ ở đây, khi mà tôi tự học, tôi đã sử dụng những công cụ thiên về tốc độ nhanh chóng. Thứ hai là những công cụ này mang tính chính xác. Thứ ba là những công cụ này chúng ta dễ dàng sử dụng. Thế thì ở trong công cụ này, đầu tiên chúng ta sẽ phải đi vào một cái công cụ mang tên là phần mềm phiên âm. Như vậy vì sao chúng ta lại cần một cái phần mềm phiên âm? Bởi vì các bạn đã biết, nếu mà chúng ta tự học thì không có ai đọc một cái từ cho chúng ta cả. Chúng ta bắt buộc là phải mở phần mềm lên và tự mình sử dụng phần mềm đó để bấm, và phần mềm sẽ đọc và mình sẽ nghe theo. Nhưng nếu chỉ nghe hoặc đọc thì nói thẳng ra là chúng ta đang bắt chước, tức là chúng ta đang học vẹt, chúng ta không thực sự hiểu cái từ này phát âm như thế nào. Cho nên chúng ta phải có một phần mềm nói về phiên âm, bởi vì chúng ta rất dễ bị lừa bởi cái tai này và cái chữ khi chúng ta đọc. Giả sử như chúng ta nghĩ rằng ở từ này phải đọc là e, nhưng thực tế ở trong tiếng Anh nó không phải là e, nó đọc là i. Đến một từ khác chúng ta nghĩ rằng ở từ này phải đọc là i, nhưng người ta lại đọc âm e. Cho nên là chúng ta phải sử dụng phần mềm phiên âm. Và phần mềm phiên âm ở đây mình muốn nói đến chính là Cambridge Dictionary. Như vậy một số cái ưu điểm của cái phần mềm này sẽ giúp chúng ta là gì? Học tiếng Anh bằng tiếng Anh. Có nghĩa là khi bạn tra một từ lên trên phần mềm này, chúng ta sẽ được đọc giải nghĩa. Vậy câu hỏi của mình sẽ là: ơ thế tao còn chưa biết chữ tiếng Anh nào, làm sao mà tao học được? Thì câu trả lời là sẽ đến một lúc nào đó khả năng của bạn tự học tiếng Anh bằng tiếng Anh. Ví dụ một từ phức tạp bạn gõ lên trên cái trang này, người ta sẽ diễn giải nó một cách đơn giản bằng những từ mà hết sức thông dụng. Vì thế bạn sẽ hiểu được ý nghĩa. Cái thứ hai quan trọng nhất của phần mềm này chính là phiên âm. Phiên âm là gì? Phiên âm chính là người ta viết cái chữ này dưới dạng cách thức phát âm, khẩu ngữ để mồm của chúng ta có thể điều chỉnh. Và ở đây chúng ta phải luôn nhớ một điều là chúng ta không có phải là người bản ngữ, cho nên đừng bao giờ tin vào những cái câu như là nếu mà bạn nói giống bản ngữ người ta không hiểu đâu. Thực tế là mình đã đi làm việc ấy, thì giọng mọi người khác nhau lắm. Đôi khi mình nghe giọng bản ngữ còn khó nghe hơn, tại vì họ nói tắt, nói lắm. Thậm chí là có chỗ họ không phát âm mà họ ngậm lại. Tức là có từ đấy nhưng người ta đâu có nói đâu, thì mình đâu có biết được đâu nó. Do đó đối với phiên âm chúng ta chỉ cần nói chuẩn là được. Còn cái tỷ lệ phần trăm chúng ta 100% về giống bản ngữ thì đấy chỉ là hình thức quảng cáo của các trung tâm lớn thôi. Tất nhiên là nếu mà bạn làm được việc đấy thì rất tốt, và người ta hỗ trợ bạn làm được việc đấy thì người ta rất tốt. Nhưng theo bản thân mình thì ví dụ 100% người đi học thì có lẽ là chỉ được có 2% đến 3% là có thể nói giống bản ngữ thôi. Còn nói gần gần giống thì chắc là khoảng 20%. Còn lại
80-70% còn lại thì có nghĩa là chúng ta vẫn nói được và người khác vẫn hiểu được, thậm chí chúng ta vẫn báo cáo làm việc được, không vấn đề gì cả. Cho nên chúng ta phải sử dụng phần mềm này để tìm hiểu về phiên âm. Và như đã trình bày ấy, thì trong cái phần mềm này nó sẽ có rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như bạn tra một từ, nó sẽ cho bạn rất nhiều ví dụ khác để bạn có thể hiểu được từ này sử dụng như thế nào. Như vậy mình đã đi xong cái công cụ về phiên âm. Tiếp theo là chúng ta phải đi sang cái công cụ gọi là từ điển. Từ điển ở đây ấy, thì sẽ có rất nhiều từ điển, nhưng mà mình muốn sử dụng một cái từ điển mà mình hay sử dụng nhất chính là P-flat. Cái từ điển này bản chất nó là miễn phí, nhưng nếu miễn phí thì bạn sẽ bị giới hạn một số chức năng. Tuy nhiên nếu mà bạn thật sự không có tiền, không có nổi dưới 200.000 để mua bản quyền cho cái phần mềm này thì không sao, hãy sử dụng miễn phí. Nhưng nếu bạn muốn lưu trữ những cái từ mà mình đã dịch này, bạn muốn học thêm những cái từ khác như là có phát âm offline, không cần phải kết nối mạng, không có quảng cáo này, thì bạn nên mua bản VIP. Thật ra nó cũng không đắt đâu, mình nhịn ăn sáng một tháng thì với cái bữa sáng của bạn là 10.000 chẳng hạn đi thì quá thừa rồi, hoặc là mỗi sáng bạn chỉ cần là để ra 5.000 thôi, một tháng bạn sẽ mua được VIP. Tại vì mình không nhớ chính xác nó bây giờ là bao nhiêu, nhưng mình nhớ thời mình mua nó có 140.000 gì đó và mua miễn phí bản quyền mãi mãi. Vậy cái phần mềm này nó cũng sẽ có một thứ rất tốt cho chúng ta, chính là âm cộng phiên âm. Vậy thì câu hỏi của chúng ta là tại sao mình lại giới thiệu hai phần mềm này mặc dù cái chức năng của nó gần như là tương đương, thì có một số lý do như sau. Nếu như bạn sử dụng là laptop, máy tính bảng thì bạn sẽ truy cập vào trang web trên tại vì nó dễ dàng sử dụng. Còn cái từ điển T-Flat này nó chỉ là từ điển ở trên điện thoại, cho nên khi bạn sử dụng điện thoại thì chắc chắn là bạn sẽ phải sử dụng T-Flat. Cho nên đây là cái điều khác nhau cơ bản vì sao mình lại giới thiệu hai cái công cụ này. Và cái công cụ tiếp theo mà chúng ta cần phải nhắc đến đó là thiết bị. Đúng vậy, nói đến công cụ nhanh và toàn là từ điển, phần mềm, trang web thì tất nhiên là công cụ chúng ta không thể là giấy được rồi. Thì đối với công cụ, cái yêu cầu tối thiểu bắt buộc nhất các bạn phải có đó chính là điện thoại. Điện thoại này là điện thoại thông minh nha. Tại sao lại là điện thoại thông minh? À, bởi vì nó sẽ cho chúng ta một số cái như sau. Thứ nhất là bạn sẽ nghe được. Rất dễ dàng đúng không? Mọi thứ bây giờ điện thoại có thể nghe như máy nghe nhạc và bạn cũng không cần phải lấy podcast hay là những cái đài cassette nữa. Bây giờ mình sử dụng điện thoại thông minh. Cái thứ hai là bạn có thể đọc. Tức là sau này những cái tài liệu của chúng ta sẽ để dưới dạng là Word hoặc là PDF thì chúng ta sẽ mở lên bằng điện thoại để đọc, hoặc là bạn nghe một từ nào đó mà bạn không chắc chắn thì chúng ta sẽ nhanh chóng lấy điện thoại ra để viết cái từ đó vào trong phần mềm để xem là phiên âm của cái từ này được đọc như thế nào. Cái công cụ thiết bị thứ hai đó chính là laptop. Ở đây mình gọi chung là laptop. Bạn có thể sử dụng laptop này, máy tính này, máy tính bảng này. Tuy nhiên ấy, chúng ta sử dụng laptop tại vì nó có tác dụng như sau. Thứ nhất là nghe, nó cũng sẽ giúp chúng ta nghe đúng không? Đọc, chúng ta sẽ chứa được các cái văn bản trên này để chúng ta đọc. Và cái thứ ba là tra cứu. Bạn đừng nghĩ rằng có điện thoại là ok. Trong trường hợp mình quá nghèo đi thì mình sẽ không có laptop thì mình phải chịu thiệt thòi một chút là mình không thể tra cứu nhanh chóng. Chứ còn ở trên laptop, ví dụ bạn có một trang văn bản bạn đang nghe nó và có một từ mới, bạn chỉ cần là gì, kích đúp chuột, ấn Ctrl C rồi Ctrl V lên Cambridge nó sẽ dịch cho bạn, hoặc thậm chí bạn chỉ cần tra nó lên Google dịch và nó sẽ dịch cho bạn một cách nhanh chóng. Và sự nhanh chóng này nó khiến cho lượng kiến thức hay là mức độ hiểu biết của não nó được giải quyết ngay lập tức. Thì cái việc mà bạn không biết một từ rồi chỉ có 5 giây sau nó đã được giải quyết, nó sẽ khiến cho não của bạn có cảm giác được hưng phấn và nó không nhàm chán. Chính điều này là cảm hứng để bạn tiếp tục và nỗ lực trên quá trình học tập. Tránh việc là một cái từ đấy 2-3 ngày mình chưa biết nghĩa đó là gì, thế thì mình sẽ cảm thấy chán nản đúng không? Chán nản thì chúng ta sẽ bỏ cuộc.
Đấy là điều đơn giản khi chúng ta học bất kỳ một thứ ngôn ngữ nào đó. Sau khi đã đi xong phần này, chúng ta sẽ đi sang phần thời gian. Như vậy, tại sao mình lại nói đến thời gian? Nói đến thời gian thì mình muốn nhấn mạnh đến hai thứ là thời gian của cả quá trình và thời gian của một tuần. Vậy, chúng ta sẽ đi vào phân tích thời gian của một quá trình. Tôi giả sử đi, nếu như bạn đang học lớp 10 thì có nghĩa là bạn còn 3 năm nữa để mình phấn đấu. Tức là bạn sẽ có năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12. Ít nhất là đến kỳ 1 của năm lớp 12, bạn sẽ dành được ít nhất 2 năm rưỡi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, tiếng Anh của mình. Tôi nói là từ con số 0 nhé, không phải là bạn đã biết rất nhiều thứ, mà bài này là để bạn bắt đầu từ con số 0. Còn ví dụ bạn đang đi làm đúng không? Lương bây giờ cũng gọi là không cao cho lắm. Thì bạn muốn biết một chút ngôn ngữ để lương của mình ví dụ đang là 7 triệu. Thì mình có thể đi sang một công ty khác sử dụng một chút vốn tiếng Anh thôi. Không cần phải là những tập đoàn xuyên quốc gia mà chỉ cần có thêm một chút vốn tiếng Anh. Công việc của bạn có thể ứng tuyển lên được mức lương ví dụ 12 triệu đồng. Vậy với 5 cái triệu đó thì cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều thứ. Bạn làm được rất nhiều thứ. Cho nên bạn phải nghĩ rằng mình sẵn sàng là gì? Bỏ 2 năm ra đúng không? Để mình học tập, mình nâng cao kiến thức kỹ năng. 2 năm ở đây là mình đang nói đến trình độ của chính mình nhé. Bởi vì mình là một người mất 2 năm để làm cái việc này. Với mình bắt đầu từ con số 0, mình mất gốc hoàn toàn. Mình không có biết từ nào cả. Mình nghe không được, mình nói không được, mình viết không xong. Thậm chí gọi là mù tiếng Anh luôn đi. Người ta nói cái gì mình cũng không biết. Từ duy nhất mình biết là từ hello và từ love. Có hai từ này tại vì mình là thanh niên nên cũng hay chém gió nên biết được đúng hai từ này. Thế thì cái quá trình ở đây chúng ta sẽ phải chia ra làm một số thứ như sau. Thứ nhất là mình sẽ chia ra làm một số cái mốc thời gian như sau. Thứ nhất, đây là mốc 6 tháng đầu tiên, mình gọi là 6T. Đây là mốc 6 tháng tiếp theo, tức là bạn học được 12 tháng. Và 6 tháng tiếp theo có nghĩa là 18 tháng tiếp theo. 6 tháng tiếp theo là 24 tháng, có nghĩa là 2 năm. Thì sau 2 năm này, kỳ vọng của chúng ta là chúng ta sẽ trở thành một người nghe nói đọc viết được, tức là 4 kỹ năng. Vậy thì chúng ta sẽ có một số việc cần phải nỗ lực làm như sau. Thứ nhất là ở 6 tháng đầu tiên, chúng ta chỉ có 2 nhiệm vụ chính thôi. Một là đọc, dịch, hai là nghe và nhại. Tiếp theo, đến 12 tháng tiếp theo, chúng ta sẽ có cái 1 giữ nguyên, cái 2 giữ nguyên. Bây giờ chúng ta có thêm một cái số 3. Cái số 3 này chúng ta sẽ gọi là xem phim. Đó, bạn đã thấy chưa? Bạn đã thấy mình sung sướng chưa? Bây giờ là được xem phim rồi. Mà không phải phim hành động, không phải là những cái phim gọi là từ ngữ cao siêu đâu. Chúng ta sẽ xem một bộ phim rất nổi tiếng. Mình sẽ nói luôn, đó là Extra. Bộ phim này sẽ giúp cho bạn là gì? Ở tập nhạy, không xấu hổ. Nghe, cảm thấy mình giỏi, nói được ok. Và hiểu được ngữ cảnh cũng như là khi bạn cười được vì xem bộ phim này, có nghĩa là bạn có thể hiểu tiếng Anh bằng tiếng Anh rồi đó. Vậy là kết thúc 12 tháng, ít nhất là bạn đã có được rất nhiều từ vựng à, bạn có thể nói cơ bản, nghe cơ bản rồi. Nếu mà bạn cao siêu, tôi nghĩ có thể là hơn thế nữa. Có thể lúc này thêm một khóa ôn ngữ pháp cấp tốc vào, hoặc khi bạn có thể thi TOEIC rồi. Tiếp theo chúng ta đi từ năm thứ 2, tức là tháng 13. Từ tháng 13 thì cái việc số 1 này giữ nguyên đúng không? Số 2 giữ nguyên đúng không? Số 3 giữ nguyên. Lúc này bạn có thể xem những bộ phim khác nếu mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên xem lại bộ phim Extra này. Và việc lúc này của chúng ta là tập nhạy, tập nghe nhiều hơn. Thế thì đến đây chúng ta sẽ có một cái số 4. Cái số 4 này được gọi là Grammar. Lúc này bạn sẽ học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Và từ tháng thứ 24 trở đi, tất cả cái công việc 1, 2 này chúng ta giữ nguyên, 3 giữ nguyên, 4
không phải là ngữ pháp cơ bản nữa, mà lúc này bạn có thể học những cái ngữ pháp nâng cao khác. Mình sẽ gọi ở đây là ngữ pháp gọi là nâng cao. Thì khi bạn đã học ngữ pháp nâng cao có nghĩa là bạn sẽ học nhiều thứ hơn à. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái thứ năm điều tuyệt vời nhất trong sự tuyệt vời là chúng ta học viết. Wow, bạn thấy không, hãy tưởng tượng lại ngày xưa bạn học tiếng Việt, bạn học nào, bạn đã học này A B C A B C, sau đó bạn bắt đầu học A cỡ A K cái K O sắc ó con chó, ví dụ như vậy. Thì tiếng Anh chúng ta cũng sẽ học tuần tự như vậy, nhưng chúng ta không thể đánh vần ngay từ đầu được mà chúng ta sẽ phải học như vậy. Lúc này bạn sẽ học viết à, thì khi học viết này bạn sẽ hiểu được ngữ pháp một cách toàn diện và viết này sẽ trợ giúp cho bạn nói. Thì đến cái mà 24 tháng này thì tôi khẳng định là bạn có thể nói được như thế nào, thoải mái đi du lịch, thậm chí bạn thoải mái báo cáo dưới việc là ví dụ báo cáo của bạn đã được viết trước, được soạn sẵn trước, ví dụ bạn làm một cái tờ PowerPoint có các từ khóa ở trên đó, bạn hoàn toàn có thể nói được. Ví dụ như bạn sẽ có từ ví dụ report problem, thì lúc này bạn hoàn toàn có thể nói là today I would like to report I have a problem. Đấy, bạn sẽ nói được những câu như thế này và bạn trình bày được, người ta hiểu được. Thì lúc này bạn cũng có thể là gì, đi thi các cái chứng chỉ. Nhưng muốn thi được thì bạn có cần phải đi học các khóa ngữ pháp hay không thì lúc đấy sẽ do bạn quyết định. Còn ví dụ như mình thì là không à, tự học. Sau tháng thứ 24 thì bạn sẽ luyện tập 4 kỹ năng. Lúc này sống của bạn không chỉ dừng lại tại đây nữa mà bạn sẽ nâng cao trình độ và kỹ năng của mình tùy thuộc vào bạn muốn sử dụng tiếng Anh này đến mức độ như thế nào. Nhưng sau 24 tháng này, tức là sau 2 năm thì chúng ta cũng không cần phải học hàng ngày nữa. Có nghĩa là có từ nào mà chúng ta gặp mới thì chúng ta học nó, hoặc là mỗi khi chúng ta làm một công việc mới lại gặp từ mới chúng ta lại học nó, thì lúc này chúng ta đã làm việc và chúng ta gọi nó là từ vựng chuyên ngành. Bạn đừng nhầm hai thứ nhé. Một, bạn có thể giao tiếp thông thường nhưng chưa chắc đã hiểu được từ vựng chuyên ngành. Hai, bạn rất giỏi từ vựng chuyên ngành, bạn báo cáo thuyết trình viết chuyên ngành viết báo cáo, nhưng bạn đi ra một cái cửa hàng nào đấy bạn không biết cái món lẩu gọi là gì cả. Đấy là điều hiển nhiên bởi vì tiếng Anh nó rộng lắm, làm sao mà mình học hết được các từ. Có những từ cả năm mình chả bao giờ sử dụng đến, như ví dụ như là đau chân chẳng hạn. Đôi khi vài năm mình chả đau chân, đùng cái một ngày mình bị đau chân, mình muốn xin nghỉ, gọi điện cho sếp mình không biết nói đau chân là như nào. Vì khi bạn không biết cái từ đấy, bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ không biết, thật ra là mình đã biết rồi. Bạn sẽ sử dụng những từ rất là đơn giản khác để miêu tả, ví dụ như là my leg, chân của tôi đúng không, be hurt là bị đau, có thể không đúng ngữ pháp nhưng cái người nghe của người ta sẽ hiểu được, đó mới là giao tiếp tiếng Anh. Vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là làm thế nào để học được ngữ pháp cơ bản. Ngữ pháp cơ bản thì phải học những cái gì? Các bạn hãy tích cực vào đây để theo dõi cái kênh YouTube của mình. Mình sẽ làm những cái ngữ pháp cơ bản, tại vì mình cũng đâu phải là một giảng viên đâu, đúng không? Mình cũng không phải là một giáo viên, cho nên là rất nhiều thứ mình không biết. Mình chỉ học những thứ mà sử dụng trong văn viết, văn nói, trong công việc. Thì khi mà bạn theo dõi của trao của mình, cái kênh này của mình, thì bạn sẽ học các ngữ pháp cơ bản. Mình có một số lời khuyên những thứ bạn phải học như sau. Thứ nhất là 12 thì ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn là phải học. Nếu không học thì bạn sẽ không vận hành được câu. Một cái tiếp theo bạn phải học đó là các cái câu thông dụng, như là câu so sánh, các cái câu về bị động, các cái câu về ước này, các câu về điều kiện. Thì chỉ những câu đơn giản này thôi nó sẽ giúp cho bạn là hiểu được, viết được. Tiếp theo bạn học về các cấu trúc câu cơ bản. Ví dụ như là chúng ta sẽ học là ví dụ chủ ngữ cộng vị ngữ đúng không? Các cấu trúc câu đơn giản, hoặc là chủ ngữ cộng trạng từ cộng động từ đúng không? Thì ví dụ trạng từ thì nó sẽ bổ nghĩa cho động từ, hoặc là các cái tính từ thì nó bổ nghĩa cho cái danh từ nào đó ở phía sau. Thì chúng ta sẽ học các cấu trúc gọi là cơ bản như thế. Rồi chúng ta sẽ học về luyện viết, tức là lúc này các bạn có thể xem những cái clip ngắn của mình hoặc là những cái bài giảng ngữ pháp của mình. Chúng ta sẽ học hiểu cơ bản về luyện viết, bởi vì luyện viết chính là cách tốt nhất để chúng ta luyện nói.
bạn viết ra được thì não của bạn phải vận động và bạn sẽ nhận ra được, từ từ suy nghĩ được là mình sai ngữ pháp một chỗ nào, để mình tiến hành là mình phản hồi, phản ánh vào trong cái bộ nhớ của mình để mình nói một cách làm sao nó đúng ngữ pháp. Có thể bạn nói không giỏi nhưng đúng ngữ pháp và ngữ âm, đúng phiên âm thì người ta hiểu được. Còn cái việc là nói giống bản ngữ 100% thì khó lắm. Tất nhiên nói được thì tốt, mình không có nói là giống là không được nhé. Mà giống được thì tốt, không giống được đừng buồn. Ví dụ mình đây nghe giọng của người Ấn Độ nói, chả hiểu không phải là nói tiếng Anh không. Hoặc là trước mình đi công tác mình làm việc với mấy bác Nhật, mình không hiểu đấy có phải tiếng Anh không. Mặc dù là giọng của mình đã ghè lở lắm rồi nhưng mà nghe các nước khác nói đôi khi thật sự là khó đấy. Nếu ông Tây còn không nghe được nữa là. Vậy thì ở đây chúng ta đã đi xong cái mục này, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái tuần. Bây giờ các bạn hãy để ý cho mình nhé, là vừa rồi mình đã đi vào quá trình, thì bây giờ chúng ta sẽ đi về tuần. Quá trình để bạn nhìn thấy toàn bộ con đường của mình. Còn tuần thì sao? Tuần thì chúng ta sẽ chia ra làm một số thứ như sau. Chúng ta sẽ có là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu và thứ bảy. Thì khi mà bạn đã dấn thân vào con đường học hành nhằm là gì, có cuộc sống tốt đẹp hơn này, thì bỏ qua những cái bia rượu khác đi, bỏ qua những cuộc họp với bạn bè đi, tuyên bố với mọi người là tao bận, 2 năm tới tao chơi với bọn mày xong. Ông nào còn lại thì là bạn, còn ông nào mà vì mình không chơi bỏ đi thì không phải là bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đôi khi nếu bạn đã có gia đình ấy, bạn hoàn toàn có thể nói với người bạn đời của mình là gì, tôi cần thay đổi một vài thứ, cho nên là hãy hỗ trợ tôi trong vòng 2 năm này, giặt quần áo giúp cái. Thế thì trong một tuần ấy, ngày chủ nhật tôi gọi nó là ngày bạn có thể chơi đi, cho bạn chơi một ngày. Nhưng mà tôi cá với bạn là khi bạn đã học được tầm 3 tháng rồi, ngày chủ nhật quý lắm, mình không có đi chơi đâu. Ngày xưa mình lúc mới học thì chủ nhật mình mệt quá, chủ nhật lăn ra ngủ. Nhưng mà sau 1 tháng ấy, thì mình cảm thấy là chỉ có con người thì mới định nghĩa về thời gian thôi, chứ còn trái đất và mặt trời thì nó cứ quay vậy thôi. Chứ chúng ta nhận thức về mọi thứ nhưng mọi thứ có nhận thức được chúng ta không? Chủ nhật chơi, tất nhiên là chơi, thì bạn phải đi ra ngoài chơi, đi giải khỏa gì đấy. Do đó ở đây bạn phải làm cho mình một công việc hết sức đơn giản, đó là đi photo. Photo cái gì? Photo tài liệu học. Bởi vì tài liệu học của bạn ấy không thể để mỗi ở trong điện thoại hoặc laptop được. Điều này sẽ ngăn cản não bộ của bạn nhớ. Và cái việc là bạn dựa quá nhiều vào máy móc ấy, nó sẽ tạo ra một hệ lụy, đó là não của bạn không tiếp thu được. Nhưng bạn hãy tưởng tượng nhé, ngày xưa mình học ấy không có máy móc đúng không? Không máy tính, không laptop. Nhưng mà mình học toán các thứ, mình viết ra mình nhớ cực kỳ tốt nha, đúng không? Cho nên đây mình cũng sẽ áp dụng lại cái cách này, bởi vì não của chúng ta có 12 năm học và đã được rèn luyện phương thức này. Cho nên tội gì chúng ta phải bỏ. Có một câu châm ngôn mà mình rất thích, đó là đừng nghĩ trong đầu, hãy viết ra giấy. Vì khi viết ra thì mình sẽ hiểu được nó. Mà viết ra được nó thì nghĩa là mình biết, biết hiểu thì mình mới nhớ được. Và khi nhớ được thì bạn phải quên. Quên rồi mà vẫn làm được thì nó gọi là kỹ năng. Cho nên khi mà bạn đi chơi thì hãy photo cái đề bài học trong tuần này của bạn ra. Vậy chủ nhật gọi là đi chuẩn bị mọi thứ, công tác chuẩn bị. Ngày thứ hai bạn sẽ làm 2 cái việc này cho mình như sau. Một là đọc, hai là dịch từ mới, ba là phiên âm. Đọc có nghĩa là bạn sẽ đọc đi đọc lại, ví dụ 10 đến 20 lần thôi. Cái bài nghe của bạn sẽ rất ngắn đúng không? Ví dụ nó chỉ có khoảng 50 đến 100 chữ là căng. Cái tài liệu nghe nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau, khi mà mình sẽ đi hướng dẫn cách nghe cụ thể thì khi đấy mình sẽ đưa ra những cái tài liệu cụ thể cho các bạn hướng dẫn. Còn bây giờ mình đang đi nói về định hướng, về ý chí, nghị lực. Nếu mà không vượt qua cái này thì thôi, mình không cần phải học nữa, bởi vì bạn sẽ không thể giỏi tiếng Anh được đâu. Cho nên ấy, mình đọc đi đọc lại khoảng 10 lần, 20 lần đó. Bởi vì để mình biết được là cái nội dung mình sẽ nghe nó là gì. Và sau khi đọc xong thì mình sẽ đi sang dịch, dịch xem là nội dung câu chuyện là gì. Dịch thì tìm những cái từ mà mình chưa biết, gọi là từ mới. Và những cái từ mới đấy thì mình phải phiên âm nó ra để mình đọc đúng, đọc chuẩn. Chứ mình không đọc láo, đọc lếu nữa. Đừng có nhìn thấy chữ O thì đọc là O, U thì là U, E thì đôi khi người ta lại phiên âm đọc là Y cơ.
mà y trong tiếng Anh nó có y dài y ngắn đúng không? Cho nên nó rất là khó. Ngày thứ ba bạn sẽ làm hai việc, một là nghe đó, hai là đọc. Ví dụ bạn nghe nghe mãi rồi nhưng mà bạn tự dưng có một từ mình không biết từ này từ nào cả, thì bạn phải dở lại bài đọc. Ngày thứ tư bạn sẽ làm một việc cho mình như sau, là nghe nghe đâu, cứ cứ nghe đâu. Ngày thứ năm bạn làm cho mình một việc như sau, nghe à, cứ nghe thôi. Ngày thứ sáu làm một việc nghe, tiếp tục nghe à. Lúc này bạn thêm mình một công việc đơn giản là nhại, nghe và nhại theo. Khi nhại này phải nhớ là nhại đúng phiên âm nhá, đừng có mà nhại bừa nhại phứa. Ngày thứ bảy chúng ta cũng là nghe, chúng ta giữ nguyên cái việc là nhại. Thế sao mình lại nói là nhại mà không nói là tập nói? Vì tập nói là bạn nói một cái gì đấy, ví dụ bạn nói là I want to go to school, tôi muốn đi đến trường chẳng hạn, thì đấy là nói. Là còn nhại thì ví dụ người ta nói là go thì bạn cũng go, I thì bạn cũng I, you thì bạn cũng you, cho nên go là nhại. Cái thứ ba là tất cả các vấn đề bạn chưa biết được, chưa nghe được, chưa hiểu được, chưa nhớ nghĩa được, bạn phải giải quyết chúng. Và khi bạn giải quyết được các vấn đề này thì bạn sẽ quay lại việc là nghe. Lúc này đi đến chủ nhật, nếu đến thứ bảy mà bạn không còn vấn đề gì với cái bài nghe này thì bạn sẽ đi sang bài nghe khác. Thì lúc này lại đến chủ nhật, mình lại đi in lại cái tờ bài nghe tiếp theo đấy. Cho nên công việc của bạn sẽ lặp lại từng tuần từng tuần. Đừng vội vàng, một bài hãy nghe thật lâu thật dài để đảm bảo là mình nghe hiểu được, nghe mình có thể hình dung ra cái mình nghe. Khi đấy là bạn đang có ý niệm về từ vựng rồi. Ví dụ người ta nói là a dog, một con chó, thì bạn không còn phải dịch là a dog là bằng một con chó, mà trong đầu của bạn sẽ chỉ hình dung đơn giản là có hình con chó này. Thế có nghĩa là bạn đã thành công một nửa rồi đó. Đầu bạn bắt đầu vận dụng những trí tưởng tượng và bạn bắt đầu hiểu từ đó bằng hình ảnh. Khi hiểu một từ bằng hình ảnh thì bạn lập tức là sẽ hiểu vênh vênh. Ví dụ bạn nhìn thấy từ a car, một cái xe, trong đầu bạn xuất hiện là một cái ô tô chứ không phải dịch nghĩa là a car là một cái xe thì phải. Thì khi đó trong đầu bạn nói đến a car, đầu của bạn có ngay cái hình ô tô, là nó đã vận dụng cực kỳ nhanh. Khi đó chúng ta gọi là tư duy nhanh. Thì đây sẽ là toàn bộ công việc của một tuần mà bạn sẽ phải nỗ lực làm cho mình. Khi bạn liên tục làm cái việc của một tuần này trong vòng 24 tháng thì cuộc sống của bạn đối với ngôn ngữ tiếng Anh sẽ khác đi. Thậm chí là chỉ trong 6 tháng thôi, nếu mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra cho mình 2 tiếng nhé, không phải là 10 phút đâu. Ví dụ nhé, làm thế nào để có 2 tiếng đúng không? Nếu bạn là học sinh, thật ra trưa ấy, mình không ngủ trưa tại vì nó lãng phí. Từ lúc mình hiểu rằng mình có 30 phút buổi trưa để làm những việc cho bản thân như là tìm hiểu, đọc thêm kiến thức đúng không? Viết lại những gì đã học, đã làm, nó gọi là kinh nghiệm đó. Dần dần mình thấy kỹ năng của mình tốt hơn và mình cũng bỏ quên cái việc là ngủ trưa. Như vậy, khi mà bạn đam mê làm một thứ gì đó thì bạn sẽ không cần nghĩ đến việc là ồ chúng ta phải ngủ trưa. Như vậy, ví dụ công ty của bạn cho bạn nghỉ một tiếng trưa chẳng hạn, thì bạn ăn này, bạn nghỉ ngơi một chút đi. Bạn sẽ có lại ít nhất là 30 phút tối làm mọi thứ xong đi, coi như là 10 giờ bạn lên giường đi ngủ đi, thì bạn đừng ngủ ngay mà bạn có thể học đúng không, đến 11:30, hoặc thậm chí là cái lúc mà bạn nấu ăn ấy, bạn có thể bật các cái âm này lên và cứ để nó chạy tự nhiên ở trong bạn nghe, bạn không cần phải quá tập trung vào nghe đâu. Lâu lâu bạn sẽ nghe xem có một từ gì đấy mình không biết thì tập trung nghe một từ đấy, nghe một từ đấy, hoặc có lúc nghe nghe thì mình sẽ nhại theo nhại theo nhại theo. Như thế thì mình đảm bảo là mỗi ngày bạn sẽ dành ra được tối thiểu 2 tiếng. Như mình ngày xưa là mình dành ra được 3 tiếng đấy. Đúng rồi, vì thời đấy mình còn ôn thi đại học cho nên ấy, là lúc ý mình còn phải học các môn khác nữa cơ, không phải mỗi tiếng Anh đâu. Lúc ý là mình học một cái trường ở trên vùng cao cho nên là nó cũng không chia ra khối, cho nên là không có chuyện là mình tập trung ý, chỉ học toán lý hóa, mà lúc ý mình học tất cả các môn từ thể dục, giáo dục công dân, công nghệ, môn nào cũng quan trọng cái. Xong về sau đi làm mình nhận ra là ồ, hóa ra mình học tất cả các môn đấy nó là điểm mạnh của mình so với các bạn khác. Nói đến Sơn La biết đâu ngay, chứ ai không biết là Hà Nội có Hà Tây cũ. Ok, thì đây là cái phần chúng ta sử dụng về thời gian.
Tiếp theo chúng ta đi sang phần thứ ba là cách sử dụng. Trong cách sử dụng này chúng ta sẽ có hai thứ, đó là cách sử dụng về phần mềm. Thì tại sao mình lại nói đến phần mềm nhỉ? Thì vừa nãy mình cho bạn các công cụ này đúng không? Nhưng giờ bạn đã biết là khi phần mềm đấy nó trông như thế nào đâu đúng không? Và sử dụng nó như thế nào để hiệu quả đó. Tất nhiên ai chả biết là copy chữ dán vào nó dịch ra, nhưng mà chúng ta phải được nhìn người khác sử dụng nó một cách gọi là hiệu quả. Chứ phần mềm thì có nhiều lắm, chỉ là cách sử dụng thôi. Ví dụ như là chúng ta có một trang mạng xã hội đi, ai ai cũng sử dụng, nhưng mà có những người sử dụng nó để ôn thi học kỳ, có những người sử dụng nó để đọc về các bí kíp kinh nghiệm, nhưng có những người chỉ sử dụng nó để khoe mẽ xong cũng chả có gì cả. Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ phải học cách sử dụng về phần mềm. Thì cụ thể để sử dụng như nào mình sẽ ra các clip ngắn gọn đơn giản khác để diễn giải. Và tiếp theo là sau cái phần mềm này chính là cách học. Ủa, thế ông nói từ nãy đến giờ chưa phải là cách học à? Chưa, nãy là đang nói để bạn hình dung ra là bạn phải học cái gì thôi. Còn bây giờ nghe như thế nào bạn biết đâu đúng không? Đâu phải cứ bật ra là nghe đâu. Đi cách học mình sẽ hướng dẫn về cách chúng ta nghe đúng không? Cách chúng ta đọc, cách chúng ta nói và cách chúng ta viết. Cuối cùng chúng ta đi đến những cái khó khăn. Thì khi chúng ta đi học về những cái kiến thức này, chúng ta sẽ gặp một số thứ rất là khó khăn như sau. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta chính là từ vựng, đang không biết gì mà đúng không? May ra thì bạn nhớ được vài từ mà đã học từ cấp 2, cấp 3, cấp 1 loanh quanh lặp đi lặp lại good morning teacher gì đấy. Đấy, cho nên là khi mà bạn không biết từ vựng đừng lo lắng. Mình cứ nhẹ nhàng thôi, mình nghe, dịch, phiên âm. Đừng cố gắng học ra là từ này là phải viết 1.000 lần để nhớ, 1.000 lần để nhớ, 1.000 lần để nhớ. Không, mình sẽ học theo kiểu tự nhiên. Thì từ vựng của chúng ta sẽ được nhớ một cách tự nhiên thông qua việc nghe. Nghe nó sạch sai nào. Đúng đấy, khi bạn nghe nhiều ấy, có những từ bạn chưa gặp nhưng mà nghe bạn có thể hình dung ra được. Ồ, từ này viết thế nào, bắt đầu chữ gì đúng không? Tiếp theo là khi mà từ vựng này bạn nghe rồi bạn không hiểu. Không hiểu có nghĩa là bạn chưa gặp nó đủ ở các lĩnh vực. Ví dụ bạn không hiểu nó ở nghĩa là giao tiếp à? Hay là bạn không hiểu nó ở trong chuyên ngành? Ví dụ nhé, nói về quân đội đi, thì cái từ leader nó không phải là trưởng nhóm giống như ở trong giao tiếp bình thường. Nó không thể là lãnh tụ đó, một từ rất là khó đúng không? Nhưng ở trong giao tiếp chúng ta nói là leader thì nó lại có nghĩa là trưởng nhóm. Nhưng khi bạn nói về một đội nhóm nào đấy, bạn nói là my leader thì lại có thể là lãnh đạo của tôi. Cho nên là nó biến chuyển, nên là bạn đừng lo lắng, sau này rồi bạn sẽ hiểu thôi. Cho nên là khi mà bạn gặp khó khăn về từ vựng, đừng nản chí, hay cứ nhẹ nhàng làm theo những gì mà chúng ta phải làm. Cái khó khăn tiếp theo là chúng ta cảm thấy nản. Học mãi chả thấy tiến bộ gì. Tại sao chúng ta lại nản đúng không? Thứ nhất là chúng ta không tiến bộ. Học mãi không hiểu đâu, khó lắm. Như vậy nếu mà không tiến bộ thì đừng lo lắng. Bạn mới nghe được 3 tháng thì làm sao mà nghe được thực sự đúng không? Đến tôi đi, nhiều lúc nghe còn chả nghe được. Nó mà nói về chính trị thôi, tôi cũng chả nghe được. Nhưng mà nó nói về kinh tế, nó hơn rồi. Nó lại là lĩnh vực của mình. Cho nên khi cảm thấy không tiến bộ, đừng dừng lại, hãy tiếp tục làm. Cái nản tiếp theo là chúng ta không nghe được, chả hiểu nó nói gì. Thì lúc này có nghĩa là cái tai của bạn ấy, nó chưa được đào tạo. Nó chưa trở nên là gì? Nghe thính ấy, gọi là thính giác này. Ví dụ tiếng Việt đi, người ta nói rất xa nhưng mà bạn nghe được, bạn biết ngay thằng này đang chửi mình đấy đúng không? Nhưng mà tiếng Anh ấy, bạn bật 100% volume rồi, nghe chả hiểu từ này là từ nào. Đừng lo lắng, lúc này hãy dở cái phần chữ viết ra, hãy nhìn nó, phiên âm nó, đọc nó, và sau đó quay trở lại nghe, tập trung vào cái từ mình chưa nghe được. Dần dần bạn sẽ nghe được 3 tháng, 6 tháng bạn sẽ nghe được thôi. Một cái nản tiếp theo là do chúng ta là tốn thời gian lâu, than lâu. Nghe mình nói là chắc 2 năm đã có nhiều bạn một cuộc rồi.
Và vì bạn bỏ cuộc cho nên là 2 năm sau thì vẫn thế. Chứ giả sử là 2 năm trước mà mình làm thì bây giờ mình đã perfect rồi đúng không? Hoàn hảo đúng không? Cho nên ấy, cái thời gian lâu không phải là vấn đề. Vấn đề là khi bạn tìm được niềm yêu thích và các kỹ năng của bạn mất tăng lên ấy, bạn sẽ cảm thấy nó không lâu đâu. Vòng một cái, thứ hai vòng cái lại đến chủ nhật. Một cái khó khăn tiếp theo mà sẽ có nhiều bạn ở chúng ta thắc đó là thiết bị. Bây giờ tôi có điện thoại nên tôi không có máy tính thì không sao cả, chúng ta phải khắc phục thôi. Nhưng trong trường hợp là bạn nỗ lực bạn có thể mua được đúng không, thì nên mua, không cần là cái đắt đâu, mua cái đều đều thôi, máy cũ được cũng được, 5-6 triệu gì đấy ok. Hoặc mua máy tính bảng thì bạn nên mua cho mình cái loại là có bàn phím, có kết nối được bằng chuột. Bởi vì bạn hãy tưởng tượng một cái màn hình mà mình thao tác tay lâu lắm, tốn thời gian. Tốn thời gian thì chính là thời gian lâu đó. Cho nên với thiết bị này bạn phải khắc phục thôi, không còn cách nào khác cả. Ngày xưa mình phải nhịn ăn các thứ để mình có thể mua được cái máy tính bảng để làm cơ mà. Chúng ta làm do thói quen. Nghĩa là bây giờ cuối tuần đang được đi shopping vui vẻ, được đi nhậu với anh em, bạn bè. Bây giờ tự dưng ngồi nhà nghe nào. Cho nên thói quen, bạn hãy cố gắng làm cái việc này trong vòng 1 tháng thì bạn sẽ có thói quen. Có một cái nữa đó là chúng ta đi đến trung tâm gọi là trung tâm English đó. Đối với mà khi chúng ta đã không thể tự học được và chúng ta phải đi nhờ đến trung tâm ấy, thì có một điều mình rất mong muốn các bạn khi đi đó là nó phải uy tín và người ta không dạy bạn vì tiền, cũng không phải vì thành tích. Bởi vì đối với bạn lúc này ấy, chẳng còn cái thứ gì nó quan trọng hơn việc là mình sinh tồn. Cho nên bạn phải tìm những cái trung tâm mà nó dạy những cái khóa học uy tín và nó dạy cho những người mất gốc cơ, bắt đầu từ đầu cơ. Nó dạy chậm rãi cơ, đôi khi những khóa học của nó nói thẳng ra là cũng kéo dài 2 năm đấy. Đừng có đùa, rất nhiều trung tâm người ta dạy những người từ mất gốc và người ta cam kết với bạn là ví dụ 12 tháng chẳng hạn, trong vòng 12 tháng có thể nghe nói đọc viết thành thạo các cái từ vựng cơ bản. Nhớ nhé, từ vựng cơ bản nhé, không phải là bạn đi thi IELTS gì đấy 7.0 đâu, không có chuyện đấy đâu, cực kỳ khó. Những người mà thi được như thế thường người ta phải là thần đồng ngôn ngữ rồi, vì chúng ta làm gì có ai mà trong 1 năm mà học từ không lên đến 10.000 từ vựng đâu đúng không. Như vậy toàn bộ trên đây là chia sẻ của mình về khóa học tiếng Anh. Và cái khóa học tiếng Anh này dành cho những người mất gốc nhưng lại có ý chí, thì mình sẽ làm những cái clip hướng dẫn cụ thể sau cái clip tổng thể này. Thứ nhất, mình sẽ làm một clip về việc là cách chúng ta phiên âm. Thứ hai là cách sử dụng từ điển. Thứ ba là mình sẽ giới thiệu cách thức sử dụng một cái thiết bị. Cái thứ tư chính là ngữ pháp cơ bản. Ngữ pháp cơ bản thì mình cũng làm rồi. Bạn có thể tìm học những cái bài cơ bản. Cái clip số 6 mình sẽ làm cho các bạn về cách học. Còn cái clip hôm nay chúng ta học là clip số 0. Đó. Chúng ta đã bắt đầu rồi đó. Khi bạn xem hết clip này có nghĩa là bạn đã bắt đầu vào quá trình học tiếng Anh rồi đó. Bây giờ hãy mua một cái bản mới thật xịn. Hãy thông báo với bạn bè của mình rằng là tao muốn thay đổi cái công việc nhàm chán này. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những cái clip con cụ thể để hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các cái công cụ phần mềm, cách học này như thế nào. Ok, nếu bạn đã phát hiện ra một thứ gì đấy nó hay hay ở trong clip này, hãy like, share, đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi các phần kiến thức thú vị tiếp theo, và hy vọng rằng bạn sẽ có được sự thành công trong việc chinh phục ngôn ngữ tiếng Anh. Ok, see you.